Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú và chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là phiên của ngày 31 tháng 10 năm 2022. Thì cây lan rừng Vũ Thái của em tiếp tục là một số loại hoa lan rừng nha. Thì em lên được mấy chậu hàng thùng và hàng rời. Nói chung lan hôm nay thì Tiểu Điệp về lại lên cả nhà nha. Thì Tiểu Điệp hôm nay về cũng khá là nhiều đó. Và đặc biệt hôm nay thì em phân là mỗi hình đều có những cây trường xanh thảo cho cả nhà mình về ghép một tác phẩm như em đây. Thì mỗi lần em lên quay cái tác phẩm này thì em bán rất là hồ tiểu điệp rất là chạy luôn. Hoa rất là đẹp cả nhà. Đó, hoa cực kỳ là đẹp luôn nha. Đó, thì hôm nay em phân một hình tiểu điệp đều có trường xanh thảo và hôm nay phân một hình cũng khá nhiều cả nhà. Thì một hình có thể cả nhà mình làm một chậu như thế này cũng được cả nhà. Đó. Nói chung thì giá hôm nay thì bán 140.000 một phần, thì phần nó nhiều hơn mọi khi một tí nha. Đó thì có trường xanh thảo gì cả nhà mình trồng lên nó rất đẹp quá nha. Đó, trên kể vào những cái tiểu hồ điệp như thế này thì nhìn nó rất là bắt mắt luôn nha. Đó, rồi em lên mấy chậu kiều thùng này. Đó, rồi em có gấm thượng hải này, em có sơn thị tiên này, rồi quế trắng tháng 8 này, thì đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì mùa này chúng bắt đầu chuẩn bị xuống lá và chuẩn bị cho một mùa hoa Tết nha cả nhà nha. Ở kim điệp xung thì cũng cho hoa Tết luôn, thì đang cũng xuống lá luôn. Trồn tím nha cả nhà nha, trồn tím trồn xanh thì nó khác nhau nha. Trồn tím thì hoa nó đậm lắm, còn cái trồn xanh bình thường bán thì hoa nó nhạt hơn nha cả nhà nha. Rồi combo 2 thì lan kiếm hồng, đầm lầy và thanh đảm, nói chung là có phần người tâm nữa cả nhà. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu từng hình và báo giá luôn. Từ đầu tiên vô cái hình số 1 là combo hai loại thanh đạm 101 em bao ship. Đầu tiên là có thanh đạm hàm long này. À, đây là thanh đạm tiết ngọc cả nha. Thanh đạm tiết ngọc được mấy về thanh đạm tiết ngọc. Đó về cả nhà mình vô một chậu. Và hai về thanh đạm hàm long như thế này. Đây là hàm long nha. Đó thì combo hai loại thanh đạm như thế này. Thì giá là 101 em bao ship luôn nha. Đó, thanh đạm thì có những cô chú anh chị mình chưa có biết cách ghép thanh đạm thì cái này thì cái này là mình cũng dễ trồng, ghép lúa hay trồng chậu cũng được cả nhà. Thì trồng chậu thì nó đơn giản như em đây thôi. Đó thì giờ mình cắt lại những cái củ thanh đạm cho nó gọn lại rồi cái mình ấy hết vô chậu như thế này, đặt vô chậu và bỏ ít than hay là vỏ thông cũng được cả nhà. Em thì em trồng than, thứ nhất là cái giá thể than nó rất là sạch nha cả nhà nha. Đó và nó rất là bền luôn, nó không có sau này nó không có bị thì nắm móc ở trong cái giá thể này. Đó thì than nó rất là tốt luôn nha. Đó, gì một chậu thanh đạm như thế này thì một phần thanh đạm thì cả nhà mình cũng vô được một chậu to như thế này rồi, cũng khá là đẹp rồi cả nha. Đó thì 101 cho hình số 1 này em bao ship. Hình số 2 thì em lên đầm lầy nha cả nhà nha. Đầm lầy hôm nay có một phần một cả nhà, 120 một phần em bao ship luôn nha. Một phần đầm lầy như thế này giá 120.000 bao ship. Đầm lầy thì ho nó rất là đẹp đó nha. Tuy rằng thân lá kim nó như thế này nhưng mà nhìn mặt kho của nó thì cực kỳ là đẹp đó nha. Đó đây thì em sẽ đưa cái mặt kho của cái đĩ lan đầm, cái lan đầm lầy, cái này thuộc phong lan chứ không phải đĩ lan nha cả nhà nha. Đó, nó là phong lan đó. Đây là mặt kho của lan đầm lầy cả nha, hoa nó rất là đẹp luôn. Đó, hoa đẹp lắm cả nha. Đó, những cái mặt kho của lan đầm lầy như thế này. Ừ, hoa cực kỳ là đẹp luôn nha. Thì 120.000 một phần em bao ship cho hình số 2 này, rất là nhiều về luôn, về có chú anh chị thầu ghép luôn. Rồi qua hình số 3 em lên địa lan kiếm hồng nha. Kiếm hồng thì một cái dòng kiếm nó là cực kỳ là đẹp rồi. Hoa thì em nói là trong cái dòng kiếm này thì em nghĩ là thằng này hoa là đẹp nhất rồi. Thì 150 một phần em đã bao ship rồi hình số 3 nha. Đó, hôm nay thì đây được nhiều về lắm đó nha, nhiều khóm lắm. Một đống như thế này là 150.000 này em bao ship. Hôm nay em lên hai phần nha. Đó, một phần tới 6-7 khóm luôn cả nha. Đó, kiếm hồng mà em nói trước, kiếm hồng thì ở em thì nó rất là xanh tươi như thế này. Gửi đến cô chú anh chị mình có một số lá nó sẽ bị đen hoặc nó sẽ bị khô, nhưng mình về cả nhà mình cắt bỏ cho em, cắt bỏ phần lá là chị em. Đó, chủ yếu trồng cây cũ để lên mầm tơ. Đó, nó nuôi dưỡng những cái mầm tơ lên sau này lá nó sẽ đẹp lại cả nhà, chứ còn cái lá này thì vận chuyển thì không thể này bảo quản được cả nhà nha. Em nói trước, nhiều cô chú anh chị mình tới nơi thì thấy cái lá nó ấy quá thì không nhận hàng thì cũng gọi em nha. Đó và đây là mặt kho của địa lan kiếm hồng cả nha, quá là đẹp luôn cả nhà, hoa cực kỳ to luôn nha, và một cái màu hoa phải nói là rất là rực rỡ luôn.
hoa to đẹp. Rồi một phần địa lan kiếm hồng như thế này giá 150 bao ship này, hình số 3 này, rất là nhiều luôn nha. Em lên hai phần. Hình số 4 thì em lên combo 2 nha. À, combo 2 hôm nay tiếp tục lên một phần combo 2 nữa. Để giá 150 bao ship vẫn là 7 loại hài. Thứ nhất là một đống hài táo như thế này. À, nói chung hài táo cũng khá là nhiều đấy. Đây là hài Helen nha cả nhà, hài Helen thì hoa rất là đẹp luôn, màu vàng rất là đẹp luôn. Cây hài, đặc biệt cây hài Helen nó chỉ bé như thế này thôi nha cả nhà nha, nhưng mà bao giờ đầu vẫn cho hoa rồi này. Đó, nó bé như thế này thôi. Nhưng mà vẫn cho hoa rồi, thì một phần hài Helen như thế này cũng được mấy cây cả nhà, về vô một chậu thoải mái luôn. Rồi đây là hài móc hồng. Hài móc hồng thì tầm 10 cây nha, 10 cây hài móc hồng. Đây là hài Henry, hài Henry thì vô một chậu thoải mái luôn, to đùng luôn. Và đây là hài rau xanh nha, hài rau xanh thì được hai khóm như thế này. Đây là hài kim nha, hài kim thì được một đống như thế này cũng khá là nhiều luôn cả nhà. Và cuối cùng là hài về nữ đó. Hài về nữ thì được hai ba về như đây, hai ba khóm như thế này, về mua một chậu to đùng luôn. Đó, bằng vừa rồi cho hoa lên trái rồi cả nhà này. Thì combo 7 là hài như thế này. Thứ nhất là hài về nữ, hài kim, hài rau xanh, hài Henry, hài móc hồng, hài Helen và hài táo. Combo 7 loại hài rất là nhiều như thế này. Giá chỉ 150.000 bao ship, cả nhà mình sưu tầm được 7 loại hài. Đó là hình số 4. Rồi qua hình số 5. Hình số 5 thì có một phần hoàng thảo nghệ tâm. Để giá 100.000 bao ship nha. Đây là hoàng thảo nghệ tâm nha cả nhà nha. Đó, nó như thế này. Về cả nhà mình kiếm một em bản gỗ cứ bấm lên hết cho em. Đó, ghép tiền về khóm nhỏ nhỏ như thế này, bấm cho nó thòng xuống ở như một cái thác nha cả nhà nha. Thì một phần cái hoàng thảo nghệ tâm như này về cô chú chị mình trồng rất là nhiều luôn, rất là lợi luôn. Đó, cực kỳ là nhiều luôn. 100.000 một bao, em bao ship nha. Đó, những khóm khóm như thế này thì cả nhà mình bấm lên cái bản gỗ cho em. Và đây là cái mặt hoa của cái hoàng thảo nghệ tâm nha cả nhà nha, rất là đẹp cả nhà. Tuy rằng thân lá nó mảnh mai nhỏ nhắn nhưng mà hoa thì này quá đẹp luôn cả nhà. Đây là hoàng thảo nghệ tâm nha, hoa của hoàng thảo nghệ tâm này cả nhà. Đó, màu sắc hoa tím hồng vàng rất là đẹp luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi thì hình số 5 là 100.000 bao ship nha. Đó, hình số 5 hôm nay cả nhà thông cảm nha. Ở chỗ em có đám cưới á, mở nhạc hơi lớn hơi to thì nó hơi ồn tí, cả nhà mình cố gắng nghe và nghe rõ cho em nha. Nói chung là hình số 5 là 100.000 em bao ship hoàng thảo nghệ tâm. Qua hình số 6 là lên chồng tím nha cả nhà nha, 150 cho ba cây chồng tím to như thế này. Đây là chồng tím nha cả nhà nha, ngay cả bản thân nó cũng tím luôn cả nhà này. Đó, ba cái chồng tím vừa rồi vừa hoa đó cả nhà, rất là dài luôn mà cực kỳ là sai hoa luôn, vừa hoa tầm 3-40 phân luôn. Thì ba cái chồng tím to như thế này, đây là chồng tím nha. Đó, chồng tím thì hoa nó màu rất là đậm nha cả nhà nha, tím đậm chứ không phải như cái chồng xanh vừa rồi thì hoa nó nhạt hơn nha cả nhà nha. Và đây là cái hoa của hoa chồng tím đó nha, hoa nó đậm đà hơn rất là nhiều. Mà nó chá quá em mở cái mời nói lại cả nhà mình xem được rõ. Đó, thì cái chồng tím bản thân cái thân nó cũng màu tím tím như thế này cả nhà nha, lá là còn xanh xanh nhưng mà có ấy tím này. Đây là lan chồng tím nha. Đó, hoa nó cực kỳ là tím mà chuỗi hoa rất là đẹp luôn, rất là dài luôn. Thì hình số 6 này ba cây chồng tím to như thế này, nó rất là to luôn, 150 bao ship. Hình số 7 thì cũng 150 bao ship luôn, cũng chồng tím luôn nha cả nhà nha. Có một cây này, đó đây một cây nữa, hai này. Đó, cây này lá bản thân tím tím, cây này đẹp này. Và đây hai cây nữa này, là bốn nha, hình này bốn cây chồng tím, bốn cây này giá có 150 luôn, em bao ship luôn nha. Giáng hương chồng tím cả nhà, đó 150 bao ship. Hình số 7 và hình số 8 thì em lên kim điệp xung nha. Thì kim điệp xung thì mùa này đã bắt đầu xuống lá rồi cả nhà. Đó, bắt đầu xuống lá, chuẩn bị sân nụ sẽ cho hoa vào về dịp Tết. Và hoa của nó màu một màu vàng rất là đẹp luôn nha cả nhà nha. Hình số 8 120.000 em bao ship nha, có một về này. Đó, một về to đẹp, hôm nay lên kim điệp xung hàng về không. Đây em học về nó là 2 này. Đó. Và đây một về nữa là 3 này, thì 3 về này. Đó. Giá 120 bao ship nha. Hình số 9 130 bao ship này. Cũng là kim điệp xung 2 về đẹp luôn cả nhà, 2 về to đẹp luôn. Thân mập thân nâu. 2 về này 130 bao ship, hình số 9. Hình số 10 cũng 130 bao ship luôn. Hình này có 3 về cả nha, 3 về thân nụ đẹp này. 1 về này, thân mù mập này. 2 về này, đó. Và 3 về. 3 về này giá 130.000 bao ship luôn, kim điệp xung. Hàng thân mập đẹp.
hình 11 giá 120.000 bao ship cho một dê này, một dê một đó nha. Thân phải nói là rất là khủng luôn, to như con tay cái luôn nha cả nhà nha. Đó, thân mập và toàn bộ cái dê này toàn thân tơ đó cả nhà này. Những cái thân này sẽ cho ho hết nha, chưa có thân nào cho ho này. Thì hứa hẹn cái dê này sẽ ra rất là nhiều ho luôn. 101 120 cái dê này em bao ship hình số 11. 12 thì 150 này. Em bao ship cho một cái dê này. Thân thủ phi phàm luôn cả nhà. Đó, thân nó cực kỳ là to luôn, to hơn ngón tay tay cái em luôn nha. Đây này. To hơn rất là nhiều luôn. Một dê này nặng 1 ký mấy luôn cả nhà. Ủa trời, cái dê nặng lắm, em bán giá 150 em bao ship luôn. Một dê thân thủ phi phàm như thế này, kim điệp sung nha. Đó, này, cực kỳ là to luôn. 150 em bao ship hình số 12. 13 là em lên đùi gà tròn nha. Đùi gà tròn thì một phần đùi gà tròn hôm nay là để giá 130.000, đã bao gồm phí ship rồi. Thì một phần đã được thì mấy dê này cả nhà. Như phần 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 6 dê. À 6 dê khớp như thế này. Thì đùi gà tròn cũng chuẩn bị đang bắt đầu mùa xuống lá và sẽ cho ho vào mùa xuân nha, cho dê mình chơi Tết nha. Thì hình này thì được 5 dê cả nha. Đó hình này, này. Thì mỗi phần là 130.000 bao ship. Hình này cũng 5 6 dê vậy đây. Nói chung một đống gì 130.000 bao ship. Dê thì cả nhà mình có thể ghép lên chuẩn bị ngắm hoa Tết nha. Cái dòng đùi gà này rất là dễ trồng cả nha, trồng lên cho em rồi phun lên một cái cây xanh nát, bác sẽ bắn mầm tơi rất là nhiều. Và đây là em trồng lên chiếc thiền này cả nhà, nó rất là đơn giản luôn và rất cực kỳ dễ sống luôn. Thì em chỉ đặt lên, cố định lên chiếc thiền như thế này và cho một ít thang ở dưới, lót ở dưới cả nhà đó, và đặt lên rồi cố định lại, lấy dây lút cố định lại. Thì một cái giò đùi gà như thế này thì cả nhà mình về treo lên Tết thì có thể cho hoa nha, ngắm hoa. Còn cả nhà mình nếu mà muốn chuẩn Tết thì cả nhà mình có thể kích cho em nha. Đây là em kích thử một cái hoa này, một cái thân này, nó ra ba nụ hoa này cả nhà này. Thì thời gian của nó thì tầm có 30 đến 35 ngày cả nhà, ở miền Nam thì em thì 30 đến 35 ngày. Và em xịt cái mầm tơ cả nhà mình lên coi, chi chít mầm tơ như thế này, xanh tươi và rất là đẹp luôn nha. Đó, mầm tơ như thế này, phun ít cây xanh vô là được cả nhà. Thời gian nó sẽ bắn mầm lên rất là đẹp luôn. Đó, một cái giò đùi gà như thế này, cả nhà mình sẽ ghép lên chiếc thiền. Nếu mà cả nhà mình không mua được chiếc thiền này có thể đặt em 80.000 một cái nha. Một chiếc thiền này như thế này 80.000 một cái, đặt lên trông rất là đẹp cả nhà. Giờ đùi gà cả nhà mình xách về treo lên như thế này hoặc Tết đem bàn để nó sẽ cho hoa vào đúng dịp Tết. Nếu cả nhà mình sẽ kích, em sẽ hướng dẫn kích cho cả nhà mình là lấy cây dây xanh, lấy cái tâm á, chọt cho đây một lỗ cả nhà, sâu tầm chừng nửa thân thôi, rồi bơm cây dây xanh vô, lấy cái ống tim xịt lên mình nhỏ vài giọt vô là tự khắc nó sẽ ra nụ thôi, rất là dễ dàng cả nhà. Đó, mà cây này thì em biết sao em về em trồng lên sập luôn cả nhà. Đó, khi mà em lấy cái mua cái dây này không có sập cả nhà, không có sập cái thân ngay, cái thân không có sập mà về thì vài bữa cái lên sập luôn. Lên sọc luôn cả nha, và một số lá này nó đang tiếp tục lên sọc. Đó, lên sọc rồi. Đó, rồi một giờ đi ra đó, hướng dẫn cách trồng nha. Em thì em đang đặc biệt trồng thang không nha cả nhà nha. Cái bản thân cái thiền này nó cũng là cái giá thể rồi cả nhà, gỗ này thì nó là giá thể rồi, cả nhà mình trồng có thể nó bám được đây luôn. Em chỉ bỏ tắp thêm ít thang ra thôi, bỏ ít ấy thôi, rất là dễ dàng nha. Đùi gà thì rất là dễ sống luôn cả nha. Đó, đó là cách trồng của em. Còn cả nhà mình có thể ghép lúa rất là dễ dàng luôn. Thì ra những cái dê đây thẳng thẳng như thế này thì cả nhà mình chỉ đặt lên thôi, 130.000 cho một phần đùi gà tròn như thế này. Em bao ship rồi, có 3 phần nha. Đó, rồi qua hình số 10, ôi trời, hai hình số 13 rồi. Rồi qua số 14 đi cả nhà, 14 đi, 14 thì có hai phần này, hai phần sân thi tiêu, mỗi phần là 130.000 bao ship nha. Đó thì có hai phần này. Đó, rất là nhiều dê, và hôm nay bán sân đi tiên rất là rẻ cho cả nhà này. Nó những dê không nhỏ, 1 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 này, 8 9 giờ sân thi tiên như thế này. Thì sân thi tiên thì cả nhà biết là hoa nó rất là đẹp luôn, hoa màu vàng rực và mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. 130.000 một phần. Và đây là cái hoa Tết thì cả nhà mình làm một chậu hoa thi tiên để trong nhà thì nó nói là rất là đẹp luôn cả nhà. Đây là một giò hôm Tết thì em có một giò sân thi tiên như thế này để trên chậu, rất là hoa phải nói là cực kỳ là đẹp luôn và đặc biệt rất là thơm, hoa vàng rất như thế này nè, rất là sai hoa lắm. Nhưng mà cả nhà mình muốn thì có thể kích hoa cho nó đúng dịp Tết nha. Thì sơn thì tiêu nó cũng như kiều thôi cả nha, cũng dễ dàng, rất là dễ dàng, cũng chọt lỗ như thế này, bơm ít kia xanh vô rồi
nó sẽ rất là dễ ho, rất là dễ ho luôn. Ho ra đây cả nhà, đẹp lắm và thơm lắm, thơm lắm cả nhà. Đó thì 130.000 cho một phần sơn đi tiên hôm nay, một đống như thế này thì cả nhà mình về với một chậu to đùng luôn. Em lên hai phần, phần này thì 1 về, 2 về, 3 về, 4 về, 5 về, 6 về, 7 về, 8, 9 về. 9 về nha. Nói chung hôm nay sơn đi tiêm lựa thăng hàng dài tầm 20 phân trở lên về cả nhà mình rất là đẹp luôn. Và cho hoa xuống hoa rất đẹp luôn. Rồi hình 15. 15 thì 150 này, em bao ship đây cũng sơn đi tiêm 3 về dài tầm 30 phân cả nhà. Hàng thân thủ to dài như thế này thì dữ dàng cái giòi hoa sẽ rất là dài luôn. 2 về này. Và đây về nó 3 về này. Đó, 3 về như thế này vô một chậu to đùng luôn. 150 bao ship hình số 15. 16 có 150 luôn này. Em bao ship luôn, 3 về cả nha. 3 về này cũng to luôn, phân dài tầm gần 30 phân luôn. Đó, về một chậu to luôn. Đó, thì sơn thì tiên em cũng ép trên chiếc thuyền như kia. Và hướng dẫn cái ép cho cả nhà mình ép thôi. Đây, cũng đặt lên chiếc thuyền như thế này. Đó, bản thân chiếc thuyền là giá thẻ đâu. Thì cả nhà mình cố định lên. Vài bữa tết được kích hoa đây thì treo lên thì nó thòng lòng thòng cái hoa lên rất là đẹp luôn. Đó, như thế này bỏ ít thang nữa là được cả nhà, dòng này cũng rất là dễ sống. Hoặc là ghép lúa như thế này, kiếm một trụ lúa ghép như thế này chứ. Ở tết thì mình đặt vô cái bàn trong nhà thì mình kích hoa nó đẹp hơn nha. Đó, đây ghép vô gốc lúa, dòng này rất là dễ cả nhà, dễ sống lắm. Ghép vô đây thì nó bám vô đây sống. Đó, như thế này là đã nhầm đặt cái bàn rồi đó nha. Hai cái cách ghép của em thì thích ghép lúa ghép chợ tiền vậy đó. Rồi một phần đó là hình số 15, 16 là 150 phần 3 về nha. Hàng dài những cái nha, hàng dài đẹp lắm. Hàng dài thì hoa đẹp lên, hoa nó dài, hoa nó quá là đẹp luôn nha. Màu vàng rực, hoa to thơm. Rồi qua số 17. 17 là em lên quế trắng tháng 8 nha. Một đống quế trắng tháng 8 này. Hàng này hàng nó hơi xấu, em bán giá thanh lý luôn 160.000. Em bao ship một ký máy luôn. Quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Nguyên một đống này rất là nhiều luôn này. Về cô chú anh chị mình thao mà ghép luôn nha. Đó, chỉ có 160.000 luôn. Có những cây lá xếp nhưng mà bị lỗi mấy cái lá bên. Ngọn vẫn ok nha. Xếp rụt rịch luôn đó nha. Đó nó bị lỗi lá xấu lá xong. Đó, một đống như thế này một ký máy luôn. Đó, một đống quế trắng tháng 8 như thế này. Giá 160.000 bao ship luôn nha. Vùng đó mới về thâu ghép luôn nha cả nhà nha. Hình số 17. 18 thì lên quế giống này, cũng là quế trắng tháng 8 quế giống nha. 190.000. Những cây quế giống xếp rụt đẹp như thế này. Đó, như cây này hai ngọn. Đó, hai này. 3 này. 4 này, những cây quế giống xếp rụt đẹp. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12, 13 này. 14 này. Đó, 15 này. 16 này. 17 này. 18 này. 19, 20, 23 cây. Tổng 23 cây quế giống xếp như thế này. Rất là đẹp luôn. Nói chung là 190.000 bao ship quy một đống quế giống này. Nhà mình lấy quế giống này về ghép rất là lợi luôn. Hình số 18 190.000 bao ship. Hình số 19 thì để giá 200 này. Em bao ship luôn nha, cũng là quế trắng tháng 8 luôn nha. Đầu tiên thì đây có một cây mẹ con này, hàng xanh tươi bóng lòng, một cây mẹ con này. Đây một về hai ngọn xếp nữa này, là hai này. Và đây một về nữa này, đó, hai ngọn mẹ và hai ngọn con dưới rất đẹp luôn, là một cái thế nghiêng nghiêng như này, hàng cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, về đẹp này, ba về này, về đây hai ngọn này, là bốn này. Đó, về đây hai ngọn, ba ngọn nữa này, là năm này. Đó, về đây ba ngọn năm này, về đây một mẹ hai con này. Nói chung mấy cái lá này nó bị sóc nó ăn rừng ở nhà nhưng ngọn vẫn còn nha. Về chăm lại giúp em nè. Đó, 6 ba về là 6 về, 3 về 6 về, tổng 6 về quế trắng tháng 8 như thế này. 200.000 bao ship nha, quy một đống luôn, cả gần cả ký quế luôn. Rồi 20 giá 170.000 bao ship luôn. Một cây này xếp đẹp này. Đây một cây nữa này, là hai này. Đây cây nữa là ba này. Đó, hàng xanh tươi bóng lộng như thế này nha. Đây cây nữa là bốn này. Đó, hàng xanh lá bóng lá mỡ như thế này. Đây cây năm này. Đó, lá rất là bóng lá mỡ như thế này này. Sáu này. Đây cây xếp rụt là bảy này. Đó, lá này nó bị tét nha. Đây cây nữa là tám này. Đó, những cây là xếp đẹp này. Đây cây nữa chín này. Chín cây này giá chỉ có 170.000 bao ship luôn. Hình 20 quế trắng tháng 8
51 thì lên gấm Thượng Hải nha cả nhà nha. Gấm Thượng Hải thì của chú anh chị mình dặn rồi, nó có nhiều hàng này em cho là hàng giống nha. Thực chất thì nó những cây nó lá nó xếp rục nhìn nó nhỏ cả nhà, nhưng mà cây nó cũng già tuổi rồi này cả nhà. Hình này để giá 100.000 bao ship nha. Quy một cái đống hàng giống như thế này. Đó, quy một về này, đó, những cây lá xếp ngắn rục đi luôn, một về này. Thêm cây nữa này. Đây một đống cây nhỏ nhỏ giống này. Đó, đây một đống nữa này. Đó, là mấy cây xếp đẹp này cả nhà này. Đó. Đây nữa này, đó, những cây xếp ngắn lá đẹp luôn. Thì quy một đống ở đây về nữa này. Nhiều lắm, quy một đống nhiều lắm, mấy chục cây này này. 100.000 bao ship luôn. Hình 31. Gấm Thượng Hải. Hình 32. Hình này đi giá 101 bao ship luôn nha. 110.000 bao ship. Thì có một về mấy ngọn này cả nhà này. Gấm Thượng Hải này. Đây có một về này. 12 ba con gì đó. Hai này. Đây về hai ngọn này. Ba này. Đây một về một mẹ con này. Bốn này. Đây cây rời nó năm này. Đây cây rời xếp đẹp nó sáu này. Đó, những cây nó xếp đẹp. Đây cây mẹ con nó bảy này. Đó, nguyên đống này luôn. Giá 101 bao ship. Đó. 101 bao ship nha. Gấm Thượng Hải nha, 52. 23 thì giá 104 bao ship này. Thì có một cây xếp đẹp này. À, hàng cây tầm to đẹp. Một cây xếp mẹ con nó là hai này. À, một cây nó là ba này, một cây nó là bốn này. Đó, cây này xếp thẳng quá đẹp luôn cả nhà. Nói chung cái lô cây này đẹp này, năm này, đó những cây xếp thẳng như này. Đây một cây mẹ con nó sáu này, một mẹ hai và con chi chít mọc như này luôn. Và đây cây nó là bảy này, đó bảy cây đàn xếp thẳng đẹp như thế này, bảy cây này đẹp nha. Giá 104 bao ship nha, hình số 23 nha, một cây gắm Thượng Hải, hình số 304 bao ship, hình số 4 lên combo này. Để giá 101 bao ship nha. Đầu tiên có một đống trúc Hương Viên này cả nhà. Hương Viên thì những cây lá mít rất đẹp như thế này. Một về này, hai về này, ba về trúc Hương Viên này, bốn về trúc Hương Viên này, năm về trúc Hương Viên, những cây lá mít xù đẹp không. Năm về trúc Hương Viên một đống như thế này. Được mấy cây trồng tím cả nha, cây hàng giống nha. Một cây này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu cây trồng tím này. Đó. Ở đây được mớ gì đây? Trần Kim Khánh hay gì đây cả nhà? Không, cái này khả năng là đại bạch hạt cả nhà, đại bạch hạt, khả năng cái này đại bạch hạt chứ, nó rất là giống cái dòng hoàng thảo này, Trần Kim Khánh hay là hoàng thảo bạch đỏ hay là đại bạch hạt, nó giống nhau, nhưng mà cái này em nghĩ đại bạch hạt này. Rồi combo ba loại này giá trong cái 101 bao ship luôn, ui, rẻ quá cả nhà, nguyên một đống này 101 bao ship. Hình số 4 rồi qua hình số 25, 25 là tiểu hồ điệp nha cả nhà, 140.000 một phần như thế này, em đã bao ship rồi. Thì một phần đó cũng được khá là nhiều về cả nhà, và đặc biệt là có những về trường xanh thảo như thế này. Nên mỗi phần thì em có phần một có trường xanh thảo cho cả nhà mình, như 4-5 về. Thì nói chung hàng rừng á thì hoàn chỉnh núi cao thì có một số lá nó sẽ bị dập gãy, nhưng mà vấn đề đó thì em đã hạn chế, em lựa lọc những cái cây có đẹp nhất có thể cho cả nhà mình về sưu tầm rồi. Đó thì một phần như thế này, giá 140.000 là bao ship nha. Thì em phân đều hết cả nhà, chung phần nào cũng có trường xanh thảo cả nhà, về cả nhà mình ghép luôn. À, toàn bộ hàng về khóm như thế này chứ không có cây rời nha, cây rời một cây thì không bao giờ có đâu, toàn là về khóm như thế này thôi. À, mỗi phần là 140.000 em bao ship. Hình 35 nha, em lên hôm nay chắc được 10 phần cả nha, cô chú anh chị mình dặn rất là nhiều tiêu điệp luôn á. À, nói chung là có trường xanh thảo ở đây, cả nhà mình về sưu tầm đó. Thì về sưu tầm có chậu như em đây, thì cái chậu này trong thì cây nó đã bắt đầu lên phát triển đẹp rồi cả nhà. Nó thì hàng rừng mới về thì nó cũng như kia thôi, cũng bị gãy lá, cũng bị mất lá. Nó những cây như gãy lá, như ái lá như thế này thì mình trồng thời gian thì nó sẽ lên lại, nó sẽ đẹp thôi. Đó thì 140.000 một phần như thế này, phần nào cũng em cũng phân đều á. Đó những gì như thế này, các trường hình thảo như thế này, về cả nhà mình chỉ đặt lên thôi. Những cái này thì cả nhà mình đặt lên thôi, tại vì những cái rễ nó bám dính với nhau hết rồi, và thậm chí có những gì rong rêu nó mọc rất là đẹp như thế này. Về chỉ việc đặt lên và cho ít quả thông vụn luôn là tự khắc nó sống. Em thì cũng cho quả thông vụn như thế này nè, dưới này này cả nhà này, đặt vô thôi. Thì một phần 140.000 bao ship nha. Đó, những phần rất là đẹp ở nhà này. Nói chung thì phần rất là nhiều khóm, từ 4-5 khóm, và đặc biệt là có trường xanh thảo đó nha, phần nào cũng có trường xanh thảo cho cả nhà mình về trồng hết. Thì 140.000 một phần, hình số 25 em bao ship. Riêng các hình 6 thì em để giá nhất hơn nha, 150 nha. Tại vì hình này thì cây thì lá nó đẹp hơn tí cả nhà, nói chung nó đẹp hơn tí thôi, mà lá to lắm rồi. Thì nó cũng có trường xanh thảo này. Tại cái phần này thì nó em phân vô cái lá cho nó đều nha. Nó to chứ giờ mà bỏ một cái gì lá to này,
với lại một cái về lá mít xu này qua thì nó không có xứng nha cả nhà nha. Đó, bên đây là mít xu, bên này lá nó hơi to hơn tí, thì em bán giá là 150 nha, riêng hình số 26 150 bao ship, 25 thì có 10 phần nha, cả nhà em lấy 25 thì em cũng những cây mít xu như thế này thôi lên. Đó, mít xu gấp sen như thế này nha, về trồng rất đẹp đó nha. Rồi qua hình số 26 27 là lên một trò một cái thuyền cừu vuông lọc bắc, đẹp cực kỳ luôn nha, hàng thùng rất là tốt luôn, 600.000 cho cái thuyền này, em bao ship luôn nha. Đó, thuyền ổn định như thế, và hiện tại mầm tơ lên cả nhà này rất là lực, rất là khỏe luôn, những cái mầm tơ lên rất cực kỳ khỏe, rễ nó ra hết như thế này, ăn qua thuyền qua chậu hết như thế này luôn. Đó, nhìn cái rễ rất là khỏe đấy biết cả nhà, một cái chậu thuyền kiều vuông lọc bắc về cả nhà mà Tết có thể kích hoa ngắm hoa luôn nha. À, cỡ này hàng này thì chơi hoa Tết ok rồi, đẹp lắm nha cả nhà nha, 600.000 cho thuyền này, để treo lên Tết đem cho bàn để chứ. Rồi 600.000 hình sớm 7 kiều vuông lọc bắc, 28 thì lên một cái giò kiều vuông mở ra nha, đây là vuông lọc bắc, đây là vuông mở ra, hai thằng nó vuông giống nhau cả nhà, nhưng mà mở ra thì lá nó dày đó, rất là đẹp luôn. Đây là em mới thôi, nói chung rễ cũng ổn định, chắc bắt đầu bún rễ đâu, chua một khúc lũa như thế này cho rêu lên đẹp lắm nha. Cái này giờ cả nhà treo lên tới mùa hoa thì kích hoa thì ngắm hoa thì nó thòng xuống cực kỳ là đẹp nha. À, đây là vuông mở ra Điện Biên, mở ra Điện Biên thì mình thân thủ lá nó rất là đẹp luôn, vô một khúc lúa tròn đẹp như thế này, ghép rất là tròn luôn, rất là nhiều luôn. Về này cái này 650 nha cả nhà nha, kiều mở ra thì em đập rất là cao rồi, ghép vô khúc lúa như thế này, có thể để đứng như thế này. À, rêu rong thì đã cho vô như thế này, dòng kiều mà đưa những cái này vô nó tốt cực kỳ cả nhà, nó giữ ẩm nó ra để rồi nó đi rất là khỏe luôn đó. Những cái chậu này đưa rêu vô cái nó khỏe cực kỳ luôn, lúc nào còn giữ ẩm tốt. 650 cho hình 28 này bao ship này cho một cái lúa, nhìn đẹp không nha cả nhà nha, buông mở ra nha, này treo lên thôi, tới mùa hoa thì kích hoa cho nó thì nó thông xuống thì cực kỳ đẹp luôn. Này đây nó rất là kích hoa được rồi cả nha. À, dùng một cái gỗ này thì bảo hành muôn đời cho cả nhà luôn nha, có chân đứng đàng vàng luôn, đẹp chưa. À, giờ treo lên thôi, 650 hình 28 bao ship nha. 29 thì con chậu kiều tím miền Trung này, hàng thùng ok đâu cả nhà nha, cả nhà mình coi đây này, đang có nụ hoa này, đang có cái nụ này, nụ này thì nói chung là nó mất sức vì nó đẻ một bầy con như thế này cả nhà, cây mẹ đẻ một bầy con như thế này đó, riêng cái góc mẹ đẻ 8 cái con 8 mầm con, 1 2 3 4 5 6 7 8 cái mầm con như thế này, thì cái ngọn hoa nó hơi ngắn tí là đúng đó, nhưng mà cây rất là lực nha, nuôi 8 mầm con cây vẫn cho hoa bình thường đó, đây là một nụ hoa ngắn thôi, và bên đây đang có mấy mầm nữa này cả nhà, rất là nhiều mầm. Trên cái chậu này về thì những cái mầm lên thì nó xâm xê lại ngay mà rất là đẹp rồi đó. Đây một chậu kiều này thế này, kiều tím miền Trung, chậu này thì em bán giá 300.000 bao ship, 300.000 cho một chậu kiều tím miền Trung về có hoa ngắm luôn, và mầm tơ thì em nói em bao cho mầm tơ nó lên như trong luôn cả nha. À, như trong như thế này rất là khỏe, rất là lực luôn. À, phần về em bỏ đầy rồi, em trồng đặc biệt trồng thang không nha cả nhà, thang giá thay thang rất là tốt luôn. À, cây rất là sạch sẽ luôn, không có bị lắm khủng gì hết. 300 cho hình 69 này bao ship luôn này, chậu này này. À, một chậu kiều tím miền Trung thùng vô cái vỏ con xe này, nhìn rất là gọn đẹp luôn nha. Đó, nó thẩm mỹ được cả nha, và đặc biệt giờ nó nụ ngắm hoa luôn. Mấy cái thằng này cả nhà mình Tết kích hoa cho em nha, ở miền Nam nó thì tầm 40 ngày cả nhà, 40 ngày, miền Bắc thì khả năng nó chậm hơn 45 ngày, tại thời tiết mà đó sẽ lạnh hơn. Những cái thằng này đều kích hoa nha, em để lại để Tết kích hoa này, cái này thì hoa tự nhiên, tự nhiên ra đó. Còn những cái thân này toàn bộ là những thân chuẩn bị tất cho hoa đó này, kích hoa cho em. À, tầm 40 ngày, ở miền Nam 4 ngày, thời tiết 4 ngày, nóng hơn. Từ ngày mình kích hoa tới khi nở là 40 ngày, cả nhà mình có thể canh kích cho nó đúng Tết. Ngày này thì cả nhà mình chẳng hạn như ngày này cả nhà mình kích hai thân này, qua ngày hôm sau cả nhà mình kích hai thân tiếp. Tiếp ngày hôm sau nữa kích thêm hai thân nữa. Cứ vậy mà làm là nó sẽ chắc chắn nó sẽ, cái chậu kiều nó nở được lâu dài hơn. Thì mỗi ngày kích một lần cho đương kích đồng loạt nhiều lúc nó lỡ đồng loạt thì có cái nó sẽ không trúng dịp Tết thì nó sẽ tàn nói cái nhà kích cách ngày chứ. 300.000 bao ship hình 29 kiều tím miền Trung. Rồi hôm nay em lên được bao nhiêu hình đó,
các nhà mình sưu tầm được thằng nào thì alo cho em nhé, số điện thoại em có để trên tiêu đề cả nhà. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em ạ, em chào tất cả mọi người nha.